đây, thương hiệu phim ăn khách gái già lắm chiêu đã công bố định dạng mới cho phần 3 của phim. Đặc biệt, đây là dự án kép bao gồm một series phim dài tập, gồm 10 tập, mỗi tập có 60 phút, được coi như series cung đấu showbiz, và một bộ phim điện ảnh cùng tên. Lần đầu tiên ở Việt Nam, một dự án được tiến hành song song với hai thể loại như vậy. Đến tham dự buổi công bố dự án còn có dàn diễn viên của Gái Già Lắm Chiêu 2 như Lê Xuân Tiền, Thoại Tiên, Thùy Anh, Hứa Vĩ Văn. Lê Xuân Tiền chia sẻ mong muốn được góp một phần trong dự án này. Hiện tại anh vẫn chưa nhận được lời mời từ phía đạo diễn. Thực ra thì tất cả các dự án mà đã xuất hiện từ trước đến nay của bạn Nhân và Nam Sito đều nằm trong cái kế hoạch dự án dài hơi. Thì như chúng tôi cũng đã chia sẻ là chúng tôi đã hiện tại thì đã có đến dự án là Gái Già 2, 3 và 4. Thì hôm nay chúng tôi sẽ công bố dự án hai dự án còn lại là 3 và 4. Và dự án Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đài Mỹ Nhân này là một cái dự án kép, nó cả 3 và 4 cùng một lúc và sẽ ra mắt vào 2019, cuối năm 2019 sắp tới. Đây là một cái dự án kép, tức là dự án vừa có một cái TV series dài 10 tập mang tên là Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đài Mỹ Nhân, và song song đó là chúng tôi cũng sản xuất luôn dự án điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đài Mỹ Nhân sẽ ra rạp vào cuối 2019, đầu 2020. Gái Già Lắm Chiêu 3 là phần tiền truyện của hai bản điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu trước đó. Câu chuyện xoay quanh hội bạn thân gồm 4 nhân vật nữ có tên Tứ Đại Mỹ Nhân. Câu chuyện được khán giả trở về quá khứ khi Linh Sang, Diễm My thủ vai trong Gái Già Lắm Chiêu và Hoàng Quyên, Ninh Dương, La Ngọc thủ vai trong Gái Già Lắm Chiêu 2 bước đầu tiến vào showbiz cùng với cách để họ tồn tại trong thế giới hào nhoáng này. Mình nghĩ là đây sẽ là một bộ phim sẽ tạo được nhiều sự tò mò và hấp dẫn, tại vì mình nghĩ là khán giả cũng đang tò mò muốn biết là hậu trường showbiz như thế nào, có những cái đấu đá gì và mọi người có phải dẫm đạp lên nhau để mà đạt được những cái mục đích của mình hay không. Mình nghĩ là tất cả những cái thứ đó sẽ được giải đáp ở trong bộ phim này, và còn nhiều hơn thế nữa. Và mình nghĩ là khán giả sẽ cảm thấy đôi khi cảm thấy cũng hơi ngỡ ngàng với những cái tình tiết mà đôi khi là xảy ra thật ở ngoài đời trong giới showbiz này luôn. Cái chuyện đấu đá nhau trong showbiz phức tạp này nó là một cái chuyện như cơm bữa hàng ngày, và nó sẽ được thể hiện rất là rõ nét trong bộ phim này. Tại buổi họp báo, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito tiết lộ về mặt chất lượng hình ảnh thì tuy có giống nhau nhưng thể loại và nội dung của cả hai sẽ hoàn toàn khác nhau. Trong khi bản điện ảnh của Gái Già Lắm Chiêu 3 vẫn giữ nguyên tinh thần thể loại hài hước tình cảm, thì web drama sẽ theo thể loại tâm lý trinh thám tội phạm. Trong đó, bản web drama được hứa hẹn sẽ là một bộ phim cung đấu giữa nhóm bạn thân showbiz, bao gồm 4 cô gái xinh đẹp ở 4 mạng khác nhau của thế giới giải trí, tự xưng là nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân, tháp tùng 4 cô gái sẽ là 4 chàng trai khác nhau. Sự quay trở lại của Diễm My thì thật ra đã nằm trong kế hoạch, và chúng tôi cũng đã nói chuyện với Diễm My trước đây rồi, nhưng mà gần đây thì mới xúc tiến trở lại để mà bắt đầu thực hiện cái khâu chuẩn bị để mà hôm nay ra mắt những cái thông tin và những cái hình ảnh đầu tiên của dự án này, như là một cái cách mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị khán giả là rằng là Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đài Mỹ Nhân đang quay trở lại với hai diễn viên là Ninh Dương, La Ngọc và Diễm My. Dĩ nhiên thì cái tên Tứ Đài Mỹ Nhân thì cũng khiến người ta sẽ tò mò về hai mỹ nhân còn lại là ai, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi xin giữ hai cái mỹ nhân còn lại đấy bí mật, và chỉ công bố hai mỹ nhân đầu tiên của Tứ Đài Mỹ Nhân, đó là Ninh Dương, La Ngọc và Gái Già Lắm Ninh Dương, La Ngọc và Diễm My chính thức. Tại buổi họp báo, danh tính của cả hai trong cả số 8 người đã được tiết lộ, trong đó có Diễm My 9X và Ninh Dương, La Ngọc. Như mọi người cũng thấy thì trong poster phim á, thì My và Ngọc đều là những người phụ nữ rất là quyền lực, thành đạt và đánh đá. Nhưng mà nhân vật của My là khoác lên mình một cái bộ lông đen, một cái áo màu đen từ đầu đến cuối. Và Ngọc thì mặc trang phục có phần tươi sáng hơn. Thì qua đó thì mọi người cũng thấy cũng hiểu sơ sơ về cái nhân vật của My và Ngọc. Nó là hai cái khía cạnh khác nhau, một bên là bóng tối và một bên là ánh sáng. Thì nhưng mà ánh sáng thì chưa chắc con người nó lại đã lương thiện, và bóng tối thì chưa chắc con người nó lại độc ác. Thì có những cái sự mâu thuẫn và đối lập nhau ở trong cái kịch bản, nó sẽ mang đến những cái gọi là những cái cuộc đấu đá không có điểm dừng. Và mình nghĩ là khán giả sẽ cảm thấy là có lẽ là đây là một bộ phim đáng trông đợi đây, và tò mò muốn biết. Và mình nghĩ là những cái ý tưởng mà đạo diễn muốn cài gắm trong cái teaser lần này á, nó cũng hé lộ một phần nào đó. Trong những cái phần 1 hay phần 2 thì My với Ngọc thường dùng
khẩu nghiệp, dùng lời nói hay là dùng cái tác phong, dùng cái thần thái của mình để tạo ra một cái sự quyền lực, một cái không gian quyền lực cho mình. Thế nhưng mà ở bộ phim này dùng cả súng và dao thì phải sử dụng những cái biện pháp mạnh hơn với đối thủ, bởi vì đối thủ quá mạnh. Ngoài hai nhân vật nữ chính, dàn diễn viên còn lại sẽ được đạo diễn tổ chức casting toàn quốc. Hai mỹ nhân và bốn nam chính còn lại đang nằm trong vòng bí mật. Phim dự kiến phát hành vào tháng 12 năm 2019.